Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Yes, cây bài độ 62mm Puma thổi ba cái sân vận động. Cái chiếc Yes độ hôm nay hiện đang là một trong những con quái vật thực sự rất mạnh mẽ, ẩn giấu bên trong một cái nét đẹp đầy thư sinh thanh thoát của nó. Hiện tại nó đang đột sủ một cái bạn tên là Hưng, người cực kỳ yêu thích đam mê các dòng xe hai thì. Cái dàn tay lái của chiếc Yes độ hôm nay trở nên cuốn hút hơn hẳn với những món đồ chơi hàng hiệu như cái cụm thắng Rainbow AZ15 với Star Costa, cái cụm gạt Dono, cái cụm công tắc Dono, cái cụm con dọc Rainbow AZ14 cùng với cái trợ lực Hardin. Trong đó mình đặc biệt yêu thích nhất là cái cụm con Rainbow AZ14 vì chính nó đem tính cái lực bóp con rất êm dịu mượt mà hơn cho con xe khi đã nâng cấp một cái bộ nồi hiệu suất cao. Để điều tiết được bộ nồi này bắt buộc phải dùng cái cụm con hàng hiệu thì phải có sự giúp sức cái bên con dầu chuyên dụng. Còn nói về cái dàn chân, cái con JS này thuộc cho mình cái cặp mâm của Daytona, có trọng lượng siêu nhẹ nhưng cực kỳ cứng hơn sơ mâm riêng. Hãy thống thắng để trước được nâng cấp cái dòng hẹp Rainbow lột lớn, đi cùng để thắng Rainbow Oro, đem đến cái lực phanh mạnh mẽ hơn để kiềm hãm cái khối động cơ hiệu suất cao. Cái sự nhịp nhàng chuẩn xác trong quá trình kiểm soát phanh ở dàn chân sau còn đến từ cái bên đập của phông lơ phông bảy. Cái dòng bên đập ít có anh em nào phải dùng nên có phần nào làm cho cái chiếc JS bờ hôm nay trở nên đập đáo hơn hẳn. Hai tháng sau chính là cái dòng Rainbow 1 feet áo xe phần cao lớn được phối cùng với cái chiếc đĩa có kích thước 190mm hỗ trợ cho con heo này để cắn hết đỡ đĩa một cách dễ dàng nhất. Không biết vô tình hay là hữu ý, cái chiếc đĩa này lại có thể quắn vừa vặn vào cái mâm cốt đen mà không cần phải thông qua đồng đĩa CNC. Chưa hết, cái dàn chân sau còn được củng cố mạnh mẽ hơn bởi phục Hardin đồng điệp chiếc cây trợ lực từ phía trước, vừa sang chảnh mà còn có hiệu năng nhúng vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cho phép người chủ điều chỉnh thông qua hai cái nấm chỉnh trên bình đầu và chân phục để phù hợp với những cái điều kiện sử dụng khác nhau. Theo anh Hưng chia sẻ thì khối động cơ dưới xe được nâng cấp mạnh mẽ bởi cái bài độ là 62mm với tất cả các phụ tùng hiệu suất cao đến từ của Puma. Anh ấy đã không tiết lộ quá nhiều và để kích thích tò mò cho người xem hơn. Riêng cái mô chân xe thì tính từ là DBS chắc chắn sẽ cho thấy âm thanh rất là đanh thép, chịu quyền lực. Dù một bản độ tới tận nóc như vậy nhưng em ấy vẫn giữ cho mình cái bộ tem nguyên bản, có lẽ để những món đồ chơi trên xe trở nên nó bật hơn. Sonic lên một cái dàn chân đẹp như mơ. Cái con Sonic độ hôm nay đến từ một cái chàng trai tên là Tâm, người đã gắn bó một cái dòng là Sonic 150R trong một khoảng thời gian rất dài. Anh ta đã biến tấu con xe của mình thành các phiên bản khác nhau, giờ đây trong một cái trạng thái hoàn chỉnh nhất mà anh em cùng chiêm ngưỡng. Cái chiếc xe được nâng cấp cái cụm thắng Rainbow AZ phiên bản Costa để điều tiết cái chú heo dầu cơ bắp phía bên dưới. Điểm lạ hơn một chút, cái bạn Tâm này đã nâng cấp một cái phần tay gãy của kênh hèn, một điểm nhấn nhỏ nhỏ tạo ra cái sự tinh tế. Nằm ở mặt trong ở phần di động còn có sự hiện diện của cụm đề tiếp ít đi cùng với cụm ga TCM nâng cao hiệu suất thắng. Bên trái là bổ sung thêm cái cụm con Acosato để có nhiệm vụ mang tính cái lực bóp con im dịu nhẹ nhàng nhất. Là một cái tín đồ mê tốc độ cao, anh chủ đã trang bị chiếc xe của mình cái cây cực Magic nhằm hạn chế tối đa hiện tượng bị tra đảo tay lái khi vô tình trong cơn phơi tốc độ. Cái tên chú heo cơ bắp mà mình sắp đề cập ở đây chính là cái dòng Rainbow Bombis kết hợp cùng với cái đĩa của Rainbow Oversight để tối ưu hóa cái sự thắng của con xe. Cái điều mình rất thích ở dàn chân trước đó chính là cái chiếc phát và cái lòng đĩa CNC đều được nhựa màu đen trong cực kỳ đồng bộ với cái mâm thay số 8 cây. Ấn ếch còn làm cho những chi tiết đồ chơi trở nên cực kỳ nổi bật hơn. Còn cái dàn chân sau cũng có sự hiện diện với con hẹp Rainbow màu sắc cũng tương tự như trước nhưng chỉ là phiên bản 2bit. Nó được cố định thông qua cái vách nhôm CNC thiết kế bắt quyền bên trên, vừa đẹp lại còn đỡ dơ vốn khi trong điều kiện đường không tốt. Cái bạn chủ nhân hôm nay đúng là một người sản xuất khi lựa chọn cái bộ của Super R110 để thay thế ống xả xin. Ta thấy kiểu dáng cũng cân đối hàng hóa nhưng mang thức âm thanh quy lực thích hết hơn hẳn. Cái giảm sóc phía sau thì cũng là Hardin, vừa đẳng cấp lại có hiệu năng nhúng cực kỳ mãi. Cái ở đây chúng ta còn thấy được cái bên đặt Rainbow bình dầu liền, không những cái hiệu năng kiểm soát phanh tốt mà còn tích hợp luôn cái bình dầu, không cần ở đâu khi phải lựa chọn nhiều cái mẫu bình dầu đồ chơi khác nhau. Cảm ơn các bạn đã xem clip này, đừng quên tiếp nhớ like và subscribe.